cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của thí sinh thứ hai, một anh chàng nhỏ tuổi nhất mà gọi là bé bự nhất trong chương trình. Trọng lượng của huấn luyện viên chỉ bằng 1/3 của anh ấy. Và sẽ làm như thế nào đây để có một bài biểu diễn hay? Mời quý vị và các bạn cùng xem quá trình phấn đấu để đưa ra sức mạnh tiềm ẩn của Văn Thao. Lúc khởi động mình đứng cạnh chị Yến, hai chị em tập cũng sung. Mình có vô tình làm chấn thương chị Yến vào khỉu tay, chị ấy khóc. Lúc đấy mình rất hối hận, mình có ra xin lỗi chị. Mình là người nhỏ nhất trong top 12 mà mình lại là người lặng nhất, làm cái gì cũng hậu đậu. Hôm mình tập thể lực không kìm được cái đà chạy, mình cũng có chạm vào người chị Trang làm chị Trang ngã ra. Lúc mình xuống mở cửa taxi thì tay mình lại chạm vào mũi chị Yến, làm chị Yến lại đau và chị khóc. Mình cảm thấy buồn và rất ân hận những hành động mình làm cho mọi người. Em xin lỗi tất cả mọi người. Phần nhảy này mình đóng vai một gã khổng lồ xanh và bạn nhảy của mình đóng vai là người yêu gã khổng lồ. Hai người đang trong tình trạng chia tay và đến ngõ cụt. Và mình đã lấy sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình để cảm hóa lại bạn gái. Kết quả là hai người đã quay lại với nhau. Cảm nhạc của mình rất kém với mọi người. Tuần này mình sẽ phấn đấu tập tốt, nhảy tốt để được ban giám khảo cho điểm cao hơn. Tuần trước mình chỉ được có 5 điểm trung bình. Mong rằng tuần này mình sẽ giành được 7 điểm. Tố Như và Văn Thao, hôm nay là lột xác đấy. Lần này bưng bê quăng liền chụp, quăng hất lên đá khạc, hú hồn, xuất sắc, quá giỏi. Một tràng pháo tay cho sự khổ luyện thưa quý vị. Mà cái phối màu này với cái quần cam thấy bộ đá nữa nè, cưng ha. Lý Gia Kỳ thấy thế nào về phần trình diễn vừa rồi? Trước hết là chị nghĩ rằng là em nên cảm ơn bạn diễn của em, người mà làm cho em tỏa sáng hôm nay, người con gái nhỏ nhắn rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là chị cũng biết rằng là cái khổ cưng nặng của em rất là lớn, có thể là lớn nhất trong các thí sinh. Tập trước thì chị cũng đã có coi, lần này chị ngồi đây nhìn trực tiếp, chị thấy em hoàn toàn thấy khác, khác lắm. Và chị nghĩ rằng có lẽ là những gì mà em cảm thấy tự ti nhất thì bây giờ em đã tự hào để tự tin rằng là mình sẽ giảm cân được và mình làm được điều đó. Cảm ơn Lý Gia Kỳ và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xem cái clip của em phải xác nhận là rất chân thành và rất thật. Em nói hết tất cả mọi thứ về mình. Đúng như Văn Thao nói là cái nhạc cảm của em không tốt, nhưng cái người biên đạo quá thông minh, đã biết dùng những cái chiêu, những cái bưng bê hoặc là những cái điều lạ lùng để khiến cho người xem phải thán phục và phải quên hết tất cả mọi thứ. Cộng với sự hợp tác rất là dễ thương, nhìn nó đúng là
một con khổng lồ bự bự đang chơi một con búp bê nhỏ xíu vậy, để mà người ta phải chú ý tới cái bài thi nhiều hơn. Và ngày hôm nay cái mong ước của Văn Thao là sẽ được giám khảo đánh giá cao hơn về bài thi của mình. Anh nghĩ là mong ước của em sẽ thành hiện thực đấy. Xin cảm ơn anh Đàm. Và John, anh Đàm Minh Thiện nói y chang cái ý của em. Em phải cảm ơn anh Minh Thiện. Tại cái bài này Minh Thiện để chọn mấy cái động tác phù hợp với cái level của em, đơn giản nhưng mà nó cũng ăn ý, nó cũng vô nghiệp. Lúc cái nhạc cao trào và em bắt đầu nhảy, anh rất là bất ngờ anh nhạc, nhưng anh không nghĩ đây là Văn Thao, có phải không? Không biết. Hả? Ừ, đó thấy chưa? Đó. Tôi đã nói rồi, phần bình luận gây tranh cãi nhiều nhất trong năm, tôi nói thiệt mà. Không, tại tuần trước là rất rất khác luôn, cũng là mấy cái động tác đơn giản mà em không có làm được. Xong tuần này anh rất là sợ cho em. Nhưng một cái tốt là trong cái chương trình này thì 50% điểm nó đến về cái giảm cân. Giảm cân và 50% về cái bài này sẽ cao. Cảm ơn John. Thưa quý vị, tôi mượn lại một câu nói của anh Đàm đã nói nhiều năm về trước và tôi nhớ tới bây giờ. Một người nghệ sĩ có thể thành công được hay không thì chúng ta phải biết che giấu đi những cái điều chúng ta làm xấu. Và đây là một cái trường hợp đó, bạn ấy biết cách để khỏa lấp đi những cái khuyết điểm của cơ thể và tôn vinh chính bản thân và cái khả năng của mình. Và bên cạnh đó cũng là giảm cân hiệu quả và thành công. Một lần nữa chúc mừng cho Văn Thao và Tố Như. Quý vị hãy bình chọn cho họ, soạn BN khoảng cách 02 gửi về 8369 quý vị nha. Bây giờ là điểm số của giám khảo. Xin mời anh Đàm. Wow, 8 điểm. Tôi tin chắc hai tiết mục đầu tiên sẽ là hai tiết mục gây áp lực cho những thí sinh còn lại. Giám khảo Lý Nha Kỳ vào 8 điểm. Và giám khảo John Huy Trần. Ừ, 6. Ừ. Hả? Có cần, có nhầm không? Có nghĩa là... Không hiểu tiếng gì hay là cao. Hiểu số. Có chân nhầm. Nhầm. Đó. Cao hơn tuần trước. Tuần trước là không. Đúng là giám khảo chuyên môn có khác, đúng không? Giám khảo chuyên môn khó lắm. Khó lắm luôn đó. Em, mục tiêu phấn đấu của em là ai? Trong ba người em nói đi. Em có mục tiêu rồi đó. Em sẽ cố gắng chinh phục cả ba ban giám khảo đều được giành giọng cao. Dễ sợ thiệt. Như vậy điểm trung bình của bạn là 7,3 đến từ ba vị giám khảo. Và bây giờ mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng đầu tiên của bạn là 127,8kg. Và cân nặng hiện nay là 122,7kg. Bạn giảm một lúc được 5kg. Phần trăm bạn nhận được là 4%. Tổng điểm 11,3. Chúc mừng bạn. Văn Thao, bạn quá giỏi. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.